kìa. Sống nhóc hết trơn nè, cái đâu có chết rồi kìa. Về về. Luôn. Chờ đăng ký kênh nha. Không dạy gì mà cũng còn lắm nhôm hả? Mở mẹ vô luôn đi. Ủa, có hai cá lóc luôn. Nè, đây con nè. Cá lóc nhỏ. Đây con nó mẹ nó trao ra ngoài đó. Các bạn này. Dính rồi. Đây em bắt nè. Tính để tao bắt. Đó anh đó. Thấy rồi tính nhóm tao bắt. Thang mà rồi bắt này nãy khúc cỏ này trong này con tôm nè, không trong đó cá rô dính này đâu ta mẹ, hai ba con đâu chỗ này đây, hai ba con tôm cạn luôn á. Đó đi. Đấy là đường chích chứ. Bắt đây. Chưa có. Cá chê chỗ này nó gì? Cái gì? Phải cá chê thấy lên tim hay là cá rô này không? Tại không biết, anh biết quá sợ nó rụng càng. Trời, mình bắt chậm chậm là hết trơn gì.
sang mà. Rồi. Chỗ này nè. À vậy chắc con đó. Hồi nãy trong này con nè, đâu đây con nè. Đợi mình đi xa xa nó mới xịt. Con bự này chắc không tới. Trời, hụt hết hai con. Không hề ai ấy. Đây nè. Chỗ này còn hai con hay gì nữa. Mà tay còn. Ăn thôi, từ từ thôi. Ba bốn con nè thầy. Thầy bắt ba bốn con chưa? Ba bốn con chỗ này luôn nè. Vòng vòng chỗ đó ba bốn con chỗ. Nè, đây con chỗ này vòng 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 chỗ đó là ba con bốn con vậy. Đây quá rồi vậy nè. Ở đâu ta? Nãy thấy nhiều lắm mà. Đây con đây hai con. Thank you.
con đó hồi nãy. Nằm trên cỏ. Cá chê nó chỉ động nước hay rồi. Động nước thì khó bắt, mấy con này nó quậy khó bắt. Cá lóc đâu ta? Dọn nó ra chắc chạy mẹ đi. Mày đồng con nhỏ nhỏ. Đây nè. Nào, đợi em tí xíu là nó nổi lên quần sau là dễ bắt hơn trước. Rồi. Lội trong mé đó mà không biết tôm hay cá. Cái này giống gì? Giống cá hạt đó. Đây còn tôm rồi. Đó là. Nó ngoài đây ngon nữa nè. Chết lùm trong đó nha. Chết tùm lum đây cho nè. Thì nó chết lum luôn, nhảy đâu có thấy biết con gì đâu. Còn cá gì trong này nữa. Đây nè. Đó hai con, đây hai con. Chỗ đó hai con. Cái này hai con nè.
con nữa. Cá lóc này. Cá gì đây? Cá lóc mượn. Tôm trong mé nè. Dạ. Tôm chỗ tôm chỗ này. Cháu đấy, chỗ này con, chỗ này con, đâu giờ chỗ đó, như chỗ này con đó vậy, ờ chắc cái càng nó rung là tới đó. Tôm gì cá gì chỗ này đó. Con cá gì chỗ này nè. Đúng đó. Sống nhóc hết trơn rồi, cái đâu có chết rồi kìa. Sống mẹ nói rồi không. Đây, anh em ơi, ok đây. Ok đây. Đây, ok đây. Cá gô nè. Chờ đăng ký kênh, đăng ký ủng hộ anh em ơi. Anh nhớ sao nha.